xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình 7 nụ cười. Trò chơi này vô cùng đơn giản. Chúng ta đây có cái bình hải tặc, bên kia có bình hải tặc. Mỗi bên là dành cho mỗi đội. Bóng bóng cũng vậy, bên trái dành cho đội bên trái, bên phải dành cho đội bên phải. Chúng ta sẽ có tất cả là 3 lượt chơi. Lượt đầu tiên sẽ có một sợi dây và kết nối với 4 người. Bên này 2 người thì bên kia 2 người. Nhiệm vụ của chúng ta là tỏa ra và đi tìm cái bóng có cây đào để đút vào, làm sao cho chú hải tặc này bung lên. Lượt đó chiến thắng. Hai người đầu tiên, Vy và anh Vinh. Bên kia, bên này thì chắc chắn là sóng thần và bão biển rồi. Ủa, anh Vinh rồi. Ủa, có Vinh hả? Tôi với em. Không phải. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Chúng ta nên nhớ, mỗi lần đội mình, mỗi người bóp một quả bóng mà thôi. 3, 2, 1, action. Cố lên, cố lên. Cố lên. Đi đi con. Đâu có đi được, anh Vinh vậy là khỏi đi luôn. À, mày lại vậy là khỏi đi luôn. Là cả hai bên đều khỏi đi luôn. Lại đây, anh lại đây, anh lại đây với em. Anh lại đây thôi, đổ lại đây với em. Khỏi đi. Đừng có lùi quá. Ê, đừng có nắm dây giật quá coi chừng. Không rồi, tài á. Về đi. Tài á. Về đi, anh lượt bóp đi, đúng rồi. Rồi, lượt lo, làm trước đi, lượt, làm trước đi. Về đi, nè đi, đừng có kéo. Bóp đi, bay. Bóp đi, bay. Dừng lại. Ủa sao hên vậy? Chán quá à, chưa gì hết trơn rồi. Cái đó là thời thế. Như vậy là lượt đầu tiên đội mình thắng. Chúng ta có lượt thứ hai. Bên đây thay một người, bên đây thay một người. Tất cả chuẩn bị. Go. Đừng lao tới, đừng kéo. Đừng có kéo, kéo cũng vậy à. Đừng kéo té. Giờ đi hai đứa. Ủa sao em đạp hai đứa lại đây chị ơi? Em lại đi em. Rồi lại đi, một đứa lại lấy. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Rồi bóp đi. Cái đạp cũng có cây trong đó hết. Lại đây với rồi. Em. Lại đây với em. Chọn vô. Lại đây với em. Lại tới chọn vô. Đừng chân ngưng lại. Lại đây với em. Đừng chân ngưng lại. Đúng rồi. Giỡn đồ. Tao đang là giỡn hả? Giật ngân mạnh lên dạ. Đúng rồi. Ai thật đấy? Để tôi hỗ trợ, tiếp tục hỗ trợ đi. Đừng có giật mà. Đừng có giật mà. Đi ngọt, có sao vậy? Cố lên anh ơi. Chị dạ, tha cho tôi đi. Không có được. Nghĩ sao mà bỏ vô trong đó? Đâu em đây cho lợm hả? Không lẽ em không khỏe bằng tôi sao? Em ghim vô cái cây đó đi, ghim vô xong mà không được đi kiếm cây khác. Ghim cái cây vô. Chắc không giả được đâu. Ủa? Anh lượt hỗ trợ đồng đội đi. Nhanh lượt. Rồi ghim vô đi. Rồi đi kiếm cái cây khác, chạy qua kiếm cây khác. Sao chị dạ nói vậy? Ủa sao chị lâm lẩu vậy? Ủa nhưng mà chỉ cái cây hồi nãy là của cái... Tôi hả? Có chìa khóa. Quá đâu vậy? Đâu chìa khóa của tôi. Thôi. Muốn chơi gì là chơi vậy? Dạ. Ủa khoan. Chưa đổ bóng móng mà. Bóng em chưa bể thế nào thì sao có chìa khóa? Rồi, dây lên. Để tao. Vô tình em nhặt được chìa khóa bên đó em. À, em lấy cắp của đồng đội đúng không? Em không có, chìa khóa của Ngân đăng luôn rồi. Này, cái bàn trước của anh. Là chìa khóa đó là để mà nó văng vào tay. À, là cái này là của đâu đó mà Tiến Lực chơi rồi không dẹp đúng không? Đúng rồi. À, như vậy là em quá thông minh. Thua nha. Nó trời chứ cuốn đó không tính. Tiếp tục. Chọt vô, bỏ như lại đi, lấy chìa khóa khác. Chị chọt một lần duy nhất, không được thì tìm cái khác. Đâu rồi Ngân? Vô đi Vy, lấy đi. Vô đi Vy. Kìa. Vô đi Vy, vô đi Vy. Một lần duy nhất nha. Nè.
Không, không phải, tại cái lỗ nãy đó chọt rồi. Không, đâu có đâu. Vi chọt lỗ khác một lần duy nhất. Tỷ số đang hòa nhau, lượt cuối cùng. Chị với anh lượt cuối cùng, tôi với chú cho hai nữ chơi luôn được không? Cho luôn. Bốn bạn chơi tiếp đi, tôi đàn ông không thích thân thua với phụ nữ. Tụi em chơi tiếp. Một điểm đó là tụi em thua. Tụi em chơi tiếp. Đúng, bên đây chơi tiếp luôn. Chơi tiếp luôn. Chơi tiếp chứ. Vi, còn có chơi nữa không? Chơi luôn. Hồi nãy tôi thấy Tiểu Vi rất là giải trí luôn á. Bong bóng người ta bóp với bể đúng không? Bà cầm bóng như nè. Bà đập xuống đất cho bể đó nha. Rồi, ra vị trí chúng ta nè. Nhắc lại, mỗi cây dao chúng ta được chọn một lần duy nhất. Nó bung lên thì may mắn, không bung lên thì bốn bong bóng khác. Bên kia sao chưa gì gị quá vậy? Đâu có gị đâu. Dây thòng mà. Anh Giang cầm mà. Anh Giang cầm à. Đừng kéo, chạy ra lo kéo, mình đi. Kéo mới được. Kéo mới được. Đi đi Ngân. Trời ơi, sao nó mạnh vậy? Bóp trước. Rồi đâm vô liền, đâm vô liền. Ủa, ở đây có một cái. Đâm vô đi Ngân. Sao không ai cày? Ở đây có một cái. Đâm vô đi Ngân. Ôi, lại nhặt được chị không? Không, chạy chạy. Trời, cây đó quay. Ê, ý là chị nhặt được mà. Cũng của đội chị lên, thôi. Lên, lên, lên. Ủa cái cây của em đâu? Phèo đi, cái chân nó phèo. Trời gói lên. Không rồi, trời, lấy cái đi, cái đi, bỏ nó đi. Trời, cho hai đứa yếu dữ. Một mình Lan Ngọc kéo được hai đứa luôn kìa. Ngân á. Em đi nhận rồi. Đi Ngọc, kéo đi Ngọc. Sao mày mặt vậy? Sao? Mơ cái cây chìa khóa rồi. Ai bố sao giăng vậy? Sao giăng cái chìa khóa đi luôn rồi. Để bóng khác đó, bóng khác nhiều bóng lắm. Sao nó mạnh vậy? Không. Bóp. Đâm. Trời ơi. Gần thôi. Mấy cái lỗ gần trước nó nghĩ lỗ xa không à. Ôi. Đúng rồi đó. Kéo đi Ngân. Đi Ngân, đi Ngân, đi Ngân. Đi Ngân, đi Ngân. Đi, đúng rồi. Đúng rồi, em đúng rồi. Bóp, bóp một trái thôi. Rồi đâm. Đâm được đâu mà đâm. Trời ơi, ba cây không có lỗ nè. Một tay vịn, một tay đâm. Phải dịnh vô cái đó đâm nó mới. Rồi, vô rồi. Ra đi, lấy xếp phi, ra lấy xếp phi nó mới vô. Cho một cái thôi. Cho một cái thôi. Mấy cái hậu một kiếm cái nó thôi. Lên đâm lại. Nó kẹp, kẹp, kẹp rồi. Nó kẹp. Đừng lưới nữa. Quả thương. Đi, cái ai nói gì đó cứ làm đi, làm gì đẩy mà đi. Đẩy vào gần đi Ngân, đẩy mông vào gần đi. Dịnh cái con nó lại rồi hãy đâm, dịnh vô cái thùng hãy đâm. Dịnh vô cái thùng rồi. Đúng rồi, chọn lửa đi. Chọn lửa đi. Mỗi lần được một cái thôi. Không được. Bên này không được thì cho bên này đi thôi. Đang một trái thôi. Đi từ từ mà. Bên này lấy tới hai trái lận rồi. Ngân ơi, mỗi lần được một trái thôi Ngân ơi. Không có, rồi. Chọn lửa đi Ngân ơi. Giữ lại bóp. Rồi lượm lên. Giữ cái đó lại rồi hãy đâm. Nè, không chuẩn bị hết, chọn một cái là bay nè. Vô bây nhanh. Một trái thôi. Hết hơn rồi. Đó. Anh dơ đi tự nhiên đá hả? Nó lưu chỗ đó. Trời bút. Bánh vô. Lấy cái xài đâu, lấy cái xài đó. Lấy cái mới đi. Nó tự bể, rồi, ông trời cho mình đó. Lấy đi. Lấy đi kìa. Ông trời lấy. Cho nè. Ông trời ông cho đó. Nè Ngân. Đâu rồi? Đâu rồi anh Lộn? Anh Lộn kìa, ông trời cho nữa. Rồi đây. Đây nè. Trời ơi, con cần quá bóng. Nhìn nó trước. Nè Ngân. Quay vòng tròn nó. Đâm lẹ trời mấy cái lỗ kìa. Cái lỗ trước mặt nó chọn vô đây đúng rồi. Trời nó rớt ra có nghĩa là nó không có vô khớp. Đưa
đây, ra đây, đưa bóng lại lên. Ở đâu rồi ta? Vậy? Có một lần à, cái kia là rớt ra đó. Bên đây rồi, bên đây được trước rồi. Trò chơi này không phải là mình lấy được nhiều ít mà là hên xui. Giống như tiếng là hồi nãy một cái đầu tiên được luôn á. Đội mình thắng ở trò chơi này, tỷ số tới thời điểm này là 1-1. Bây giờ chúng ta sẽ cắm mấy cái kiếp này vào đây. Ai mà làm cho cái chút biển này nhảy lên thì tất cả những người còn lại sẽ dùng cái búa này đánh vào người ấy. Vị trí nào tùy thích. Vô. Em đầu tiên. Tất cả mọi người quýnh một người đó đó. Đúng rồi. Em chẳng lẽ xui vậy ta. Không thể nào xui vậy đâu. Em thật là ngốc nghếch. Thử lại, không thể xui vậy được. Ít ai mà đầu tiên mà bị vậy lắm. Đúng vậy. Màu đỏ rồi đó. Rồi, lấy cái đầu đi. Tiên thôi à. Lấy màu xanh đi. Bao nhiêu hận thù. Bao nhiêu hận thù thiệt á. Chuẩn bị nha. Còn khác. Ngon ngon rồi, ngon rồi. Rồi đó. Không bị gì, không bị gì. Màu đỏ là ở đâu? Đây. Em là thùng riêng á. Em tưởng là bún cơm. Vô, vô, vô. Tới bé Ngân. Thì dạ rồi. Ngân kìa. Thủy Ngân. Chuẩn bị xe cấp cứu cho Thủy Ngân à. Ủa anh gì. Trời ơi nè, một cái một nè. Không sao, không bị gì, không bị gì đâu. Không bị, không bị, không bị. Kỳ này tôi linh tính chắc dạ bị. À, vậy tới em. Nè em. Anh đi. Rồi. Đạt với anh Vinh nha. Còn Đạt anh Vinh đi, anh Vinh kìa. Nãy giờ sẽ kẹp mà. Không sao đâu mà. Không sao. Tên là Ngọc. Đó là Ngọc, đó là Ngọc. Chết rồi. Rồi. Nào, đó là nè. Ghê quá. Trời ơi trời, để một cái vô mặt nè. Ghê quá. À, chưa chưa chưa, cảm thụ vô. Đúng rồi mà, đúng rồi mà, đâu vậy. Một cái thôi, một cái thôi. Anh đánh quá trời. Em xui như vậy. Hồi nãy em canh được rồi, anh còn bắt em nhúng vô. Ông Hải Tần này thích cái gì đó của em rồi đó. Đội nào có Ngọc là giống như lời tiên đoán từ đầu của Thúy Ngân. Có Ngọc là xui là thua. Một lần nữa thôi, một lần nữa thôi. Một lần nữa, không thể nào mà em thua hoài. Không thể nào lần thứ ba mà vậy cũng thua đây, nữa. Anh. Rồi. Rồi, tới. Tới tôi. Tới anh lần vậy là lỗ này lại nha, chị rất quyết rồi. Một lần nữa, không thể nào mà em thua hoài. Không thể nào lần thứ ba mà vậy cũng thua nữa. Chị rất quyết rồi. Quyết. Không tin được luôn, không tin được luôn thưa quý vị. Ba lần liên tiếp. Vì em quá xui nên chúng tôi tặng em này luôn. Không phải, em nghĩ là do cái sức hút của Ngọc quá chứ. Chủ đề nghỉ chơi một lần nữa mình bỏ búa đi. Quýnh bằng cái bàn đi. Gì vậy? Thôi đừng la chị nữa. Bây giờ bắt đầu hình phạt, xin mời. Đội thua cuộc hãy chọn vị trí. Mọi người chọn đi, còn lại của em. Em không muốn chọn nữa. Thế thì em cũng chẳng sẽ xui luôn. Em chọn màu của em. Rồi, màu xanh. Chính giữa. Chính giữa thường là hình phạt nặng nhất. Ôi, màu hồng lúc nào cũng tươi nhất. Rồi, vô. Vô đây. Vô đi. Đừng nhìn gì hết Ngọc. Vô đây. Vô đây. Trời ơi. Một số rắn. Ok không? Ok không? Rắn cái gì vậy? Ok không? Ôi, okay. Em không chơi, em sợ rắn lắm nha. Đừng thả rắn. Trời đất ơi. Vị trí đầu tiên là hình phạt dành cho Thúy Ngân. Bắt đầu. Em chết trong đây luôn á. Con gì á là chết. Nó bò dữ lắm. Trời trời. Rồi, hình phạt dành cho Thúy Ngân là tắc kè.
gì vậy? Chúng tôi sống có tâm với xã hội nên hình phạt nhẹ nhàng. Mời Đạt. Wow. Một sự may mắn. Đây là một sự cũng giống như là hoan hô. Chúc mừng, chúc mừng. Rồi, còn đây là nhân vật đặc biệt. Sống không tốt nha anh em. Vô. Vô. Rồi mời ra. Ngày hôm nay không biết làm sao và như thế nào mà Lan Ngọc xui từ đầu tới cuối, thậm chí chơi cái đúc cái kiếm cũng 3 lần. Cái này là không hề sắp xếp hả? Cái này là không hề sắp xếp hả? Một sự ngẫu nhiên có tính toán thôi. Cái này giống như là mọi người giống như là hùa và ăn hiếp một đứa trẻ. Ăn hiếp em đó. Thôi. Thôi. Em chơi như là ăn hiếp em. Em chơi không nhiệt tình với anh hả? Tôi làm gì em mà từ đầu chương trình tới giờ em cứ me tôi hoài vậy? Em được cạch tay đôi với tôi hoài trong khi em có thực lực không? Ngày hôm nay là rất là vui và ngày hôm nay cảm ơn Đạt đã đến với chương trình. Đây là lần đầu tiên mà em chơi một cái game mà kiểu vận động như thế này. Có thể là hơi chưa cái đó gọi là chưa có quen lắm, quen lắm. Dạ, em. Nhưng mà mong là sẽ nhiều lần sau nữa thì em sẽ chắc hết mình hơn nữa. Xin cảm ơn. Ước độ